Hello, xin chào mọi người. Chào mừng quay trở lại với kênh của mình. Chị đánh ấy rồi. Hôm nay mình lại quay trở lại Target. Đây là một cái gọi là một cái chợ rất là ưa chuộng của Mỹ, Target với Walmart. Cho nên nhiều người thích đi Target với Walmart, cho nên hôm nay là mình trở lại Target. Một là tôi ghét, hai là bố mẹ. Có thể có thịt được tặng các mùa lễ, mùa chúc mừng này nọ, thẻ nhà hàng, thẻ giảm giá nhà hàng, để quà tặng. Đưa em thẻ này có thể làm quà để tặng, để có cả thẻ nhà hàng, thẻ game, thẻ vô cửa Disneyland gift card, có các cái thẻ. Cái này nó rung 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 ngủ đó. Thẻ này là thẻ gặp chiếc phim Vigo này, movie nữa đó. Ở này bên trước này là bán thăng long, thăng long đó, nó thăng long đó. Đó. Đây có một cái gọi là gì, đèn cầy thơm, đèn cầy sáng. Cái này là dùng cái gì để bỏ trong phòng tắm cho nó thơm hay gì, hoa nè, chanh nè, gối nè, đầy đủ đủ thứ các món đồ cần thiết. Mấy hộp bụi nữa nè, đây mấy hộp bụi. Ở đây là mấy cái cây để gắn bồn bồn tắm mà gắn màn đó nè, người ta làm số hình gắn móc cái màn vô để gắn màn giờ bồn tắm che lại. Đây là thảm, thảm để lót dưới chân dưới bồn tắm. Còn này là cái là sưởi làm thành này, gắn vô cái nhà là bỏ đốt lửa khỏi từng cái lò sưởi. Mình không có nhà, không có lò sưởi thì gắn cái này vô đốt lửa thôi, đốt lửa rồi còn có lò sưởi thì này, lò sưởi này, lò sưởi. Ủa cái này chỉ lò sưởi. Không hiểu. Đó thì là sưởi nè. Thì là làm gì đó? Than nè, cái nhúng. Đó, như than đốt là sưởi như vậy. Quạt nè. Mùa này bán quạt, lạnh muốn chết. Tô xịt nước tưới cây đó, gắn vô cái tường ở tưới cây. Cái này là chống nắng hả? Chống nắng, chống bụi à, chống mũi, hình con mũi à. Đó.
này là chắc là để làm vườn á, xịt mũi chứ chống mũi. Nó kỳ đồ mũi nè, xịt để ống mũi. Dạ. Ôi, nó lại nhiều tiền ta. Mũi cũng chắc mũi mấy lần. Mũi nhận cá rồi nha. Cái này là cái này cũng nhiều. Đón được cái gì không có thì gắn lên tường để treo đồ, móc đồ, cái này đèn nè, đèn ngủ nè, $14.69, $14.79 có đèn ngủ này, đèn ngủ cấp quang, đèn ngủ mà gọi là gì vậy, cảm ứng. Tối nó sáng. Đó. Ui bên chị cái này gắn dao đi xa đấy. Cái này là gắn dao cuộn dao dao cái gắn chặt. Cái này là gì đi xa này là chị không hiểu. Chắc mài quá. Đó, dao này sắc bén, cái thu thù lưu. Rồi có cái chỗ mài nữa nè. Dao, đồ dụng cụ. Ô, cái này để tắt. Lắc nước, ấy, pha nước. Dụng cụ có đầy đủ mà. Dụng cụ đầu nhà bếp. Cái này đựng đồ, đựng dầu, đựng dầu để nó nấu ăn nè, hoặc là gia vị gì đó, nước mắm, nước tương nè. Đó, cái này nè, cái này chỗ cho quét cái dầu với mỡ lên đồ ăn. Đó. Cái này cũng vậy nè, giống giống này. Cái này để quét lên cái bếp lò này đó. À, khu này là bếp. Đây là khăn khăn bếp nè. Khăn làm bếp, khăn cái bàn này đó. Khăn kitchen towel. Cái này cái rổ đựng đồ. Còn bên này là thùng rác chắc. Thùng đựng gì? Thùng rác. Đúng rồi, thùng rác này. Đó. Móc nữa nè. Có bán móc nữa nè. Cái này được. Bây giờ là treo lên để đựng đồ, treo lên cửa để những đồ gì cần, đồ nhỏ nhỏ đựng vô đây. Có giày, bỏ giày lên nữa. Đó, đó cái bắt giày lên đây cho nó gọn. Đó, cái kệ được, kệ giày. Mua cái này là đặt ráp vô. Làm kệ giày, đó, để giày. Cái này cũng vậy nè, bằng gỗ nè. Cái này bằng sắt nè, cái này là cái hộc để có cái rổ, cái hộc để đựng khăn áo quần đó. Đó, cái này cái giày bằng sắt, kệ sắt.
đó là nhiều. Còn cái này là để ra tiền, tính tiền bao nhiêu để thử giá có bao nhiêu tiền. Cái nào không biết giá là mình rà lên, rà cái vạch số này. Khu này là khu gì đây? Có đèn ngủ nữa nè. Trời ơi, chắc trời rồi. Cái này chắc là ghế phòng khách á, trang trí phòng khách. Nhưng cái